Ôi ôi. Hello. Hello, chào cả nhà ơi. Cả nhà mình theo dõi video tại trần live trực tiếp ở xuống chân núi về luôn cả nhà ơi. Theo tại về luôn nha. Sao rồi tự trên cáp xuống mà lùng bùng lỗ tai hơi không có nghe luôn à. Điếc luôn à. Review cái video trên núi nè, xuống chân này nè cả nhà. Review ra nhà xe về luôn ha. Ra nhà xe về luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà vào xem ủng hộ mình. Bây giờ là mình quay dọc luôn rồi cho cả nhà mình dễ xem. Ngang cả nhà mà ít có ai thấy nè, bởi bên YouTube nó kêu mình quay dọc. Bây giờ là cũng xế chiều rồi, khách cũng vẫn còn đến lai rai cả nhà mình ơi. Đó, khách đến rồi, lai rai vậy tới tối cũng nhiều lắm. Đó, khách nhiều nơi, vô một cửa rồi ra một cửa nha cả nhà. Rồi tài ra cả nhà mình ơi. Ồ, đây cũng đi về luôn. Mình theo về luôn cả nhà ơi. Ơi. Ui. Ồ, người cũng sương á, mát á. Chiều giờ khách cũng tới nập luôn cả nhà mình ơi. Khách tới rất đông. Đó. Ta đi ra đây quay khách đi vô. Thấy chưa? Đi vô. Đó, nập luôn. Đó, luôn luôn nập cũng có khách ở đây rồi. Trời ơi, trời mát cũng nhiều lúc. Khắp 6-3 tỉnh thành luôn cả nhà. Đồ nước ngoài nữa, tàu nước ngoài nhiều lắm. Đó, cả nhà nào mà muốn ăn uống thì vô đây luôn, có bánh trái ăn uống đầy đủ luôn. Rồi, combo luôn. Có sợ không? Thôi rồi buôn bán nè cả nhà. Đủ thứ luôn. Trước khi cả nhà lên đỉnh lên núi thì lên chùa thì cả nhà mua đem theo ha, ăn đỉnh dùng. Rất đông luôn, đủ món ăn luôn. Rồi một số khách ra, một số khách vào, rất đông cả nhà ơi. Rồi bữa nay Linh không có vô coi nè. Thứ nập luôn cả nhà ơi, trong nước ngoài luôn, 63 tỉnh thành có hết, miền Nam miền Bắc gì đó, thứ miền Trung gì đó, đi đến tham quan của bà cho nên. Cũng khiếp cả nhà ơi. Xe du lịch thì hết nói luôn rồi, xe Honda thì cũng hết nói luôn.
Xem cả nhà ơi, giờ xem cả nhà ơi. Khách giàu nữa đây cả nhà ơi, khách giàu nữa rồi. Mấy mẹ con đi đó, khách về rồi, khách giàu cả nhà. Đó. Về không cả nhà? Để ra thầy qua thầy review xe du lịch coi. Nhưng mà đứng xa review nha cả nhà. Sợ dính bẩn số xe người ta. Dính bẩn số xe là không được. Xe du lịch trời ơi, không có chỗ để luôn cả nhà ơi. Ở nhà giờ xem ở nhà nó cảnh dưới chân núi đó, dưới chân núi rồi chỗ cửa phòng vé đó cả nhà, cũng không thua gì trên đỉnh. Rồi, chúc cả nhà nào có theo dõi kênh Tài Trần, xem video của Tài Trần, Tài Trần rất cảm ơn nhiều nha cả nhà. Rồi, cả nhà vào xem ủng hộ kênh mình cả nhà ơi. Mình làm 5-6 cái video ngang mà không có thấy ai xem hết cả nhà ơi. Giờ buộc lòng mình phải làm cái video dọc cho cả nhà mình xem. Đó, video ngang không có ai xem. Đó. Để Tài ra Tài chụp cái hình núi để Tài làm thông coi, không nền coi. Trời ơi, khắp tỉnh luôn cả nhà ơi, khắp nơi. Có cái khắp nơi cả nhà ơi. Đi lại đây rồi, cháu nó đưa lên. Ừ. Vào đây cháu nó đưa lên. Đây là bốn người. Khách xuống, khách về, khách lên. Ồ, rất đông cả nhà ơi. Mình có cái thang cân bằng nó ta nó cả nhà mình ơi. Rồi mình xuống video cả nhà. Máy bay. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha cả nhà. Rồi video là mình vào nhà xe luôn, mình về luôn nha cả nhà. Mệt quá cả nhà ơi, sáng giờ mệt lắm rồi. Đó. Cả nhà thương cả nhà ủng hộ mình, cả nhà lì xì cho mình một like nha cả nhà mình ơi. Ủng hộ mình, thương mình lì xì cho mình một like đi. Vô khách xuống khách về đây. Thầy xin kết thúc video đây nha cả nhà. Bye bye. Đó, cái đường khách vô cả nhà. Đường khách vô luôn lúc nào cũng chặt cứng hết luôn. Đường khách ra, đường khách xuống luôn. Rất đông.